Một trận động đất rất mạnh có độ lớn 6,1 độ Richter khiến gần 1.000 người thương vong xảy ra tại miền đông Afghanistan. Truyền thông địa phương cho biết động đất đã làm ít nhất 280 người thiệt mạng và 595 người bị thương. Tỉnh Pattaya là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 100 người thiệt mạng, 250 người bị thương. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy và xảy ra lở đất. Cả tỉnh Nangarhar và Kutch cũng có nhiều nạn nhân thiệt mạng. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết tâm chấn động đất sâu khoảng 51 km. Trong khi đó, theo Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải châu Âu, khoảng 119 triệu người dân sinh sống ở Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ có thể đã cảm nhận được rung chấn của trận động đất này.